Clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người các thao tác đơn giản để có đôi lông mày như mong muốn cùng với các sản phẩm của Oriflame. Đầu tiên, ta cần phải tỉa gọn gàng chân mày, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cọ chúc, kéo hoặc là lưỡi lam. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chì để kẻ khung. Dùng chì thì nó sẽ giúp cho đôi chân mày của chúng ta được sắc nét hơn. Hãy quay ngược đầu chì, dùng đầu tán, tán cho bột đều ra. Kế tiếp, dùng thanh che khuyết điểm che lại những vùng bị lem và giúp cho đôi mày của mình được sáng hơn, được nổi bật hơn. Cuối cùng, để các sợi lông mày được định hình cũng như là tránh trôi khi gặp nước thì không thể nào thiếu gel mày. Chỉ tốn 1 đến 2 phút nhưng chúng ta đã có được cặp chân mày thần thái.